Tin thế giới, lực lượng đối lập tại Libya tuyên bố họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh khu dinh thự phòng thủ kiên cố Bab al-Azizia và các trung tâm đầu não khác của nhà lãnh đạo Gaddafi ở thủ đô Tripoli. Phe đối lập đã phá vỡ các bức tường xi măng bao quanh khu dinh thự, tiến vào bên trong và hoàn toàn kiểm soát Bab al-Azizia sau khi tấn công dồn dập khu vực này từ sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin nhà lãnh đạo Gaddafi đang ở đâu khi lực lượng đối lập chọc thủng các tuyến phòng thủ Bab al-Azizia. Phát ngôn viên Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp thì cho rằng ông Gaddafi vẫn ở Tripoli và chưa rời khỏi nước này. Nicaragua tuyên bố nước này sẵn lòng cho ông Gaddafi tị nạn chính trị, tuy nhiên chưa có yêu cầu nào như vậy được đưa ra. Lực lượng nổi dậy cũng tuyên bố đã tiến vào sân bay Tripoli nhưng chưa giành quyền kiểm soát khu vực phía đông của sân bay. Tuy nhiên, một chỉ huy của quân nổi dậy Libya tuyên bố lực lượng này đã giành chiến thắng trong trận chiến tại Tripoli. Phát ngôn viên lực lượng nổi dậy thì thông báo tổng hành dinh của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp NTC sẽ được chuyển từ thành phố Benghazi về thủ đô Tripoli trong vòng 2 ngày nữa. Kênh truyền hình Al-Aruba của Libya ngày hôm nay phát đi tuyên bố của Tổng thống Gaddafi nêu rõ việc ông rút khỏi khu dinh thự Bab al-Azizia ở thủ đô Tripoli là một động thái chiến thuật và ông thề sẽ chiến đấu đến cùng. Phát ngôn viên của Tổng thống Libya Gaddafi, ông Ibrahim cũng cho hay, Tổng thống Gaddafi và những người ủng hộ ông có thể chiến đấu trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Phát ngôn viên của Tổng thống Gaddafi Ibrahim hôm nay cho biết, có 6.500 người tình nguyện trung thành với ông Gaddafi đã đến thủ đô Tripoli để chiến đấu bảo vệ chế độ của nhà lãnh đạo này chống lại lực lượng nổi dậy được NATO hậu thuẫn. Bất chấp việc lực lượng nổi dậy tiến vào một số khu vực ở thủ đô Tripoli, chúng tôi vẫn có thể chiến đấu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm, bởi thực tế chúng tôi có lực lượng quân sự và dân sự rất mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các kế hoạch để biến Libya thành một chiến trường kháng chiến cho đến khi giành thắng lợi. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lực lượng chống đối tuyên bố đã giành chiến thắng tại Tripoli và chiếm được dinh thự Bab al-Azizia của nhà lãnh đạo Gaddafi vào đêm qua. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thống Libya cho biết, lực lượng chính phủ hiện vẫn kiểm soát hơn 80% thủ đô Tripoli. Người đứng đầu Hội đồng Dân tộc trực tiếp NTC cho biết, có hơn 400 người thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương trong 3 ngày giao tranh ác liệt giữa lực lượng của Tổng thống Gaddafi và lực lượng chống đối. Trước đó, chính phủ Libya thông báo, chỉ riêng trong các cuộc giao tranh ngày 22 tháng 8, đã có hơn 1.300 người thiệt mạng, hơn 600 binh sĩ chính phủ đã bị quân nổi dậy bắt giữ.